đầu tư chuyên nghiệp ấy, chuyên nghiệp là mà trong bất động sản ấy, thực ra mua cái nhà của Vin chưa chắc đã lãi bằng mua cái cạnh sát bờ tường, có đúng không? Mua đất của dân sát bờ tường, nếu với điều kiện là chúng ta phải nắm được rằng là cái chỗ nào là được Vin cắm mốc, đúng không? Mua sát quanh khu vực đó chắc chắn là sẽ lên. Chẳng hạn như là Vinhome Riverside là một ví dụ điển hình của 5 năm trước đi, khoảng không hơn rồi 7-8 năm trước, khoảng năm 2013-2014 họ bắt đầu bán, đúng không? Thế thì đất ở trong Vin lúc đó nó tính ra mét vuông thì nó đâu đó vào khoảng tầm 8-90 triệu một mét. Đấy, khu vườn đào, khu anh đào với lại khu hoa phượng cái thứ đấy. Bây giờ thì nó lên được khoảng tầm chắc khoảng 130-140 gì đó, tính trung bình. Còn tất nhiên là cá biệt lô góc thì có thể lên 200, hơn 200, nhưng cá biệt thôi, tính trung bình. Tức là cũng lên được khoảng tầm gấp và xấp xỉ gấp 2 lần sau 7 năm. Đúng không? Đó là mức tăng giá rất bình thường đối với bất động sản. Chúng ta biết rằng là trong Đà Nẵng chẳng hạn, nếu cùng thời điểm đó 2014 đất ở Mỹ Khê Đà Nẵng, lúc đó tôi mua là 35 triệu. Bây giờ đất ở Mỹ Khê khoảng 300 triệu. Đúng không? 10 lần sau trong vòng 6 năm. Thế thì nếu chúng ta so sánh Vinhome Riverside thì lúc đó ngoại, tức là biên ngoài biên của cái khu đô thị Vinhome Riverside, đất nó chỉ khoảng 15 triệu. Đất chỉ khoảng 15 triệu. Bây giờ đất ở vùng ngoài nó vẫn chỉ bằng khoảng một nửa so với đất bên trong. Nó khoảng tầm 7-80 triệu. Đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu lúc đó mà người ta mua 15-20 triệu, bây giờ lên 7-80 triệu, chắc chắn là sau khi mà Vinhome bán ở bên trong bán 130-140 triệu, bên ngoài bán 80 triệu. Đúng không? Nhưng trước khi mua Vinhome bên trong thì người ta phải mua với giá 7-80 triệu. Còn bên ngoài lúc đấy chỉ hơn 10 triệu thôi. Có đúng không? Đấy là cái hiệu ứng gọi là cộng hưởng. Những cái đó nó sẽ tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng cho toàn bộ khu vực. Trong kinh tế người ta gọi là hiệu ứng Burger King. Burger King là cái cửa hàng đồ ăn nhanh, Burger King Effect ấy. Nó có hẳn một thuật ngữ như vậy gọi là Burger King Effect, hiệu ứng cộng hưởng. Có nghĩa là gì? Là McDonald's này, Burger King này, một cái KFC không rõ nét lắm, nhưng là những ông chủ mà ông cứ đặt cái cửa hàng của ông ở đâu thì bất động sản khu vực kia lên giá. Cho nên quý vị đọc cái cuốn là Good to Great, tức là từ tốt đến vĩ đại ấy, thì chúng ta thấy một điều rằng là gì? Là McDonald's ấy, bán đồ ăn nhanh nhưng mà lợi nhuận chủ yếu là tạo ra từ bất động sản, đúng không? Trước khi họ định đặt ở cái thành phố nào thì họ đi khảo sát một loạt, xong ngắm nghía chỗ này đẹp, mua trước, mua không những mua một cái địa chỉ để mà đặt McDonald's mà mua xung quanh đấy luôn, mua hàng chục cái liền kề và quanh quanh những khu vực đấy luôn. Sau đó thì quyết định công bố, giống như chúng ta Hà Nội là gì, công bố chuẩn bị Aeon Mall đặt đâu, đúng không? Trước khi Aeon Mall đặt đâu mà chúng ta biết được thông tin, chúng ta mua xung quanh đấy, thì sau đó quyết định thông báo một cái thì đất xung quanh sẽ lên.